Xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ một cái hình như thế này. Thì hình như thế này rất là đẹp, nhưng mà vẽ thì cũng rất là khó. Thì ý tưởng đầu vẽ cái hình này thì đầu tiên chúng ta quan sát thấy cái hình bên ngoài nó màu đỏ. Thì vẽ lại cái hình này thì đầu tiên chúng ta vẽ cái tam giác này trước ha. Sau đó chúng ta sẽ đi vô một đoạn, đây. Tiếp tục chúng ta vẽ một cái tam giác, nhưng mà cái khó là gì? Chúng ta làm sao xác định được cái góc này, cái góc và cái cạnh này, Thì chúng ta cứ tưởng tượng là cái cạnh này là cạnh huyền ha. Chúng ta dựng lên một cái đây. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là một cái tam giác vuông đi, chúng ta vẽ tới đây, thì chúng ta lại xác định cái góc đây á, chính là bằng tan đối thấy cái cạnh này, chúng ta chia cho cái đoạn này, đây là xác định cái góc, còn cạnh đây thì chúng ta xác định là cạnh huyền, chúng ta lấy cạnh huyền thì tổng bình phương hai cạnh góc vuông, sau khi chúng ta tính xong á, thì chúng ta trừ lại cái đoạn này, chúng ta trừ lại cái đoạn lò ra từ đây, trừ ra một đoạn. Đó là ý tưởng của riêng mình để viết cái bài này. Còn mà những bạn nào hoặc là thầy cô nào có cái cách vẽ nó hay hơn, khác hơn thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cái cách vẽ ha. Rồi để bắt đầu chúng ta vào chúng ta làm bài này, thì đây là cái bước chuẩn bị này. Chúng ta chọn cái bút là 1.5. Và chúng ta vẽ tại cái tọa độ là ở vị trí này bắt đầu là x trừ 170 và y trừ 150, tại vì chúng ta vẽ hết cái kích thước của cái sân khấu này để cho nó rộng và để cho nó đẹp, và theo hướng 90 độ. Sau đó chúng ta đặt cái bút. Như vậy công việc đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ được một cái tam giác trước, như vậy để vẽ tam giác á thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Tam giác của chúng ta có kích thước là 350 và quay ở góc quay là 1/32 và là 3/3. Thì chúng ta có cái tam giác như thế này. Bây giờ chúng ta chọn nó có một cái màu khác. Một khác để chúng ta dễ quan sát thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi tới một đoạn, khoảng chừng, đây là do chúng ta cho thôi ha, khoảng chừng 20 chẳng hạn, 20. Thì chúng ta thấy rằng là 20 nó nằm ở đoạn đây. Ở đây thì tiếp tục chúng ta sẽ vẽ một cái đường lên đây. Thì cái góc đây góc này thì mình đổi chia cơ rồi, cũng như lúc nãy mình nói rồi ha, mình cứ tưởng tượng đây là một cái tam giác vuông, như vậy thì sau mỗi lần chúng ta về cái tam giác này thì cái kích thước của cái cạnh tam giác mình nó sẽ thay đổi, cho nên là mình phải khai báo một cái biến đó là cạnh. Rồi sau mỗi lần về thì cái cạnh này nó sẽ thay đổi theo, hay nó cách khác hơn là chúng ta thiết lập lại cái giá trị ban đầu của cái cạnh này. Thứ hai là đỏ. Thì chúng ta khai báo cái cạnh mình ban đầu là 350, chúng ta lấy cái cạnh mình cũng là bỏ dưới đây. Tương tự như vậy chúng ta chỉ khai báo cái đoạn thẳng, của mình là 20, thì mình lấy cái đoạn mình bỏ dưới đây. Thì sau đó chúng ta sẽ cho nó quay
xây ra một cái góc quay, chính là bằng bằng xịt này, chính là bằng ata của cái cạnh đối với này, ghi ra cái cạnh này thì quay lên cái góc này thì nó sẽ bằng là nó chỉ bằng là a tan của cái đoạn thẳng chia cho cái cạnh của cái đoạn thẳng đây, chia cho cái chia cho cái cạnh này chính là bằng đoạn chia cho cái cạnh. Và sau đó chúng ta sẽ đặt lại cái cạnh của cái tam giác này. Cạnh này thì chúng ta tưởng tượng nó là cạnh huyền. Cạnh huyền thì đặt lại cái cạnh này thì chính là bằng căn bậc 2. Cạnh huyền thì bằng tổng hai cạnh nó vuông thì chính là bằng căn bậc 2. Của hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông đây chính là bằng đoạn nhân đoạn, bằng đoạn thẳng. Đây chính là cái cạnh góc vuông của cái đoạn thẳng này. Sau đó chính là bằng cạnh góc vuông thứ hai. Cạnh góc vuông thứ hai chính là cái đoạn này trừ đi cái đoạn màu xanh đây, cái cạnh này trừ đi đoạn màu xanh, tức là bằng cạnh trừ đoạn, cạnh trừ đoạn. Rồi bây giờ chúng ta về thử chúng ta cho nó lặp lại ba lần nữa. Thì chúng ta thấy rằng là gì, khi mà chúng ta vẽ cái cạnh này là cạnh huyền, cái chỗ này chúng ta tưởng tượng nó là cái tam giác vuông thì nó sẽ dư ra một đoạn này. Thì bây giờ chúng ta sẽ trừ đi một đoạn này, trừ đi một lượng của cái đoạn trống này, thì trừ bằng cách nào, trừ bằng cách nào thì ý tưởng của mình thôi ha. Thì mình lấy cái đoạn này nè, mình nhân thêm một lượng nữa, có nghĩa là trừ thêm nó một lượng nữa, trừ thêm một lượng nữa thì bằng cái cạnh này nhân với cái đoạn này, cái đoạn thẳng nhân với hai, và chúng ta lấy cái cạnh lớn chúng ta trừ. Ý tưởng đấy là ý tưởng của mình thôi ha, thì thấy là nó vừa khớp. Thì bây giờ chúng ta sẽ lặp lại nó nhiều lần lên. Bây giờ chúng ta lặp lại là 10 lần. Đó là cái ý tưởng về cái bài này của mình. Hoặc là chúng ta có thể là giảm cái cạnh này xuống, giảm cái độ thẳng chúng ta trừ xuống và chúng ta tăng cái lượng vĩ này lên 15. Đó, rất là đẹp. Và bài chúng ta cũng đã hoàn thành. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.